Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cẩm Mỹ phối hợp Công an xã Xuân Mỹ bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Bình, 30 tuổi, ngụ xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, đang có hành vi tàn trữ hai gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá tại một phòng trọ ấp Lán Lớn, xã Xuân Mỹ. Qua đấu tranh, Bình khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về để sử dụng dần thì bị bắt.